Đây các bác nhá. Ui gì đây các bác ơi. Quá đẹp luôn. Đẹp quá đẹp đây các bác nhá. Ông đây. Bác nào nhu cầu mua mật thì liên hệ em nhá. Em chỉ lẻ em đều ship các bác nhá. Ui giời. Quá đẹp luôn cái tổ này. Nha. Nếu các bác có thấy được không nhỉ? Như thế này có lẽ chắc được đấy. Ôi trúng một rồi. Này chắc chỉ được một lạng, hai lạng là để cho ông ăn thôi. Cái dê này vướng đấy nhỉ. Ui, để có tí phấn đặt đây cho ông ăn. Yên tâm. Trời nắng rồi bác ơi. Đấy này, tối qua mưa to nhỉ. Hôm qua mưa to đây. Này thì cây rất trơn luôn. Đi toàn ngại nhất là leo cây. Cây cao trơn trượt. Hết phấn chưa nhỉ. Thấy được. Ui bầu này thôi rồi các bác ơi. Đây đây đây, ra đây. Bắt đầu bỉa các bạn nhé. Đâu ơi. Xong rồi các bác ơi, đây. Cái bầu dày khủng khiếp chưa các bác. Đó. Đây các bác. Ôi dồi ôi. Ui cái bầu này dày đấy hả. Ui dồi ôi. Không thể ngờ được. Ui dài thế đấy, tụi này khả năng tầm 7 cân đấy nhỉ, 7-8 cân đấy nhỉ. Đây các bác nhá. Bầu quá dày luôn. Đó. Ôi trời ơi. Đẹp chưa các bác ơi. Đó. Ui trời ơi. Sao bên này nào. Ui trời. Quá đẹp luôn.